Đây là một chiếc iPhone 4 nhái. Nhìn khá giống. Phía sau ghi dung lượng hẳn hoi 64 GB, nhưng thực chất chỉ có 2 GB, đầy đủ chức năng. Hiệu ứng rất là kinh khủng. Cảm ứng giống như cảm ứng điện dung, nhưng không biết dùng công nghệ gì. Nhìn nhát nhát, nếu mà ai đã ngoài đường cầm cái này thì chắc là khó nhận ra được đây là cái iPhone 4. Nếu mà nhìn xa, nhìn gần thì có thể biết được. Nắp làm rất đẹp, nhìn lạc như iPhone 4 vậy. Mà chỉ cần kéo xuống là có thể thấy cái nắp ra. Hai sim hai song, tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đây, các bạn thấy là sim 1, sim 2. Khi nhấn số điện thoại thì nó sẽ hỏi mình xem là gọi thì số nào. Nút home nhô lên chút xíu. Cái đấy thì một bên thì có, bên thì lắp lại. Nút tăng giảm âm lượng thì không có dấu cộng dấu trừ. Còn nút mà tắt mở chế độ rung thì gần như không hoạt động. Cái chân định nó nút mở và nút chắc. Cái tai nghe. Phím bên này tăng giảm âm lượng, nó là phím camera. Rất hay. So với iPhone 4 thật. Lọc da nó dễ hình dung. Cái giao diện là dễ nhìn nhất, mở lên các bạn thấy ngay giao diện là phông rất là xấu. Icon nhìn giống iPhone nhưng mà rất là xấu, rất là mạnh. Nhưng nhìn bên ngoài này khá giống. Kích thước thì có vẻ để mình dán thử cái miếng dán của iPhone 4 thật lên xem cái máy này xem là nó kích thước thế nào. Kích thước có vẻ to hơn một chút. To hơn một chút so với cái iPhone 4. Dài hơn được 2 ly. Bề ngang cũng rộng hơn được 2 ly. Và cái mặt thì không phải là bằng kính, thâm ra là cái nó dính rất là chắc. Mà lột ra sẽ thấy ngay cảm giác đó. Dán thử lại. Dán này nó khít hơn, vậy là cái kia nó rộng lớn hơn một chút xíu. Rất là hay. Có một người bạn mà đến cà phê tinh tế và mình mượn mình xem.
nếu mình cầm cái này mình nghe ngoài đường thì chắc là không ai biết được. Đợi 15 phút có.